Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa lớp 11 của Anh ngữ Jim Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên Unit 1 A Long and Healthy Life Một cuộc sống dài và khỏe mạnh Và chúng ta sẽ đến với phần Getting Started Nhưng mà trước khi chúng ta đến với nội dung bài học Thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn những phần kiến thức chính mà chúng ta sẽ học trong bài này Đầu tiên với phần từ vựng Vocabulary, chúng ta sẽ học những từ vựng và mẫu câu liên quan đến vấn đề sức khỏe và vóc dáng. Words and phrases related to health and fitness. Với phần phát âm, pronunciation, chúng ta sẽ học dạng mạnh và yếu của các trợ động từ, strong and weak forms of auxiliary verbs. Với phần ngữ pháp, chúng ta sẽ so sánh giữa thì quá khứ đơn và hiện tại đơn, past simple versus present simple. Về phần kỹ năng, skills, chúng ta sẽ làm những việc như sau: Chúng ta sẽ đọc về việc sống một cuộc sống dài và khỏe mạnh, reading about living a long and healthy life. Sau đó, chúng ta sẽ học cách đưa ra chỉ dẫn cho một bài luyện tập thể dục, giving instructions for an exercise routine. Tiếp đó, mình sẽ nghe về đồ ăn và sức khỏe, listening about food and health. Và cuối cùng, chúng ta sẽ học cách viết một đoạn tin nhắn ngắn, writing a short message. Và về phần tiếng Anh giao tiếp, everyday English mình sẽ học cách đưa ra lời đề nghị giúp đỡ và cách trả lời lời đề nghị như vậy. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với nội dung bài học luôn nào. Phần đầu tiên trong ngày hôm nay của chúng ta là phần nghe và đọc. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với phần này thì cô và các bạn sẽ cùng giải nghĩa một số từ vựng đã nhé. Trong phần đọc ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số từ khóa như sau. Mình có stay up late, có nghĩa là thức khuya. Stay up late. Tiếp theo chúng ta có từ stay active. Stay active tiếp theo chúng ta có từ strength có nghĩa là sức mạnh strength từ tiếp theo của chúng ta là enthusiasm có nghĩa là sự hào hứng enthusiasm và cuối cùng chúng ta có physical and mental activity hoạt động thể chất và tinh thần chúng ta có physical là thể chất và mental có nghĩa là tinh thần nhé vậy thì bây giờ các bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại giữa mark và nam nói về vấn đề sức khỏe Unit 1. A Long and Healthy Life. Page 8. Getting Started. A Healthy Lifestyle. Activity 1. Listen and Read. Hi, Nam. Hi, Mark. Long time no see. How are you? I'm fine, thanks. But you look so fit and healthy. Have you started working out again? Yes, I have. I've also stopped eating fast food and given up bad habits, such as staying up late. I can't believe it. I thought you can't live without burgers and chips. I know. I ate a lot of fast food, but now I prefer fresh fruits and vegetables. So, what happened? Well, it was my grandfather. I visited him during my last summer holiday and have learnt a lot of important life lessons from him. Really? Yes, he's a wonderful person. He has just had his 90th birthday, but he's still full of energy. Amazing! How does he stay so active? Well, he does exercise every morning, goes to bed early, and eats a lot of vegetables. We spend a lot of time together cooking, working in his garden, and walking in the parks. I've learned from him that taking regular exercise and eating a balanced diet are the key to a long and healthy life. Và đó chính là đoạn hội thoại của chúng ta. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn dịch phần này nhé. Đầu tiên, chúng ta có lời chào từ Mark, Hi Nam và sau đấy thì Nam nói là lâu lắm rồi không gặp Mark. Long time no see. How are you? Mark sau khi trả lời là mình rất khỏe. I'm fine. Thanks. Thì sau đó đưa ra cho Nam một lời khen, trông bạn rất là khỏe mạnh. Có phải là bạn tập thể dục thể thao không? Have you started working out again? Nam nói là đúng như vậy và không chỉ thế mà bạn còn ngừng ăn đồ ăn nhanh. Stop eating fast food và bỏ những thói quen xấu. Given up bad habits như là đi ngủ muộn. Staying up late. Mark tỏ ra rất là ngạc nhiên. I can't believe it. I thought you can live without burgers and chips. Tôi tưởng là bạn không thể nào sống thiếu hamburger và khoai tây chiên chứ. Nam nói là mình đã từng ăn rất là nhiều đồ ăn nhanh. I ate a lot of fast food, nhưng bây giờ thì bạn thích hoa quả tươi và rau hơn. But now I prefer fresh fruits and vegetables. Và Mark hỏi về chuyện gì đã xảy ra với Nam. So what happened? Nam mới giải thích nguyên nhân là do ông của mình. Well, it was my grandfather. Bạn đi thăm ông vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. I visited him during my last summer holiday và bạn đã học được rất nhiều bài học cuộc sống quan trọng từ ông. I have learned a lot of important life lessons from him. Sau đó bạn kể là ông mình là một người rất tuyệt vời. He's a wonderful person. Và ông vừa mới trải qua sinh nhật lần thứ 90 của mình. He has just had his 90th birthday. Nhưng mà ông vẫn còn rất là nhiều năng lượng. But he's still full of energy. Mark hỏi là tại sao ông của Nam lại có thể duy trì được sự năng động ấy. So how does he stay so active? Nam mới kể là Well, he does exercise every morning. Ông tập thể dục hàng ngày, goes to bed early, đi ngủ sớm, and eats a lot of vegetables, và ăn rất là nhiều rau. Và we spend a lot of time together cooking. Họ dành rất nhiều thời gian để nấu ăn cùng với nhau, working in his garden, làm việc ở trong vườn, and walking in the parks, và đi dạo trong công viên. I've learned from him, và bạn đã học được từ ông, đó là việc tập thể dục thường xuyên regular exercise và ăn uống điều độ eating a balanced diet là chìa khóa của một cuộc sống dài và khỏe mạnh key to a long and healthy life vậy là sau khi chúng ta đã được nghe và giải nghĩa bài vừa rồi thì mình sẽ xem là những thông tin dưới đây là đúng hay sai true or false nhé ở câu đầu tiên chúng ta có nam has always had healthy habits. Nam vẫn luôn luôn có những thói quen lành mạnh. Trong bài bạn giới thiệu là mình đã bỏ ăn đồ ăn nhanh, I have stopped eating fast food và từ bỏ những thói quen xấu, given up bad habits such as staying up late như là đi ngủ muộn. Vậy điều này cho thấy là bạn đã từng có những thói quen xấu như là ăn đồ ăn nhanh hay là đi ngủ muộn. Vì vậy nên đáp án này của chúng ta sẽ là phones. Tiếp theo đến với câu số 2, chúng ta có He has learned the importance of exercise and healthy food. Anh ấy đã học được tầm quan trọng của việc tập thể dục và đồ ăn lành mạnh. Nam đã nói trong bài đó là I've learned from him that taking regular exercise and eating a balanced diet are key to a long and healthy life. Tôi đã học được từ ông của mình rằng việc tập thể dục và ăn uống lành mạnh là chìa khóa cho một cuộc sống dài và khỏe mạnh. Vì vậy nên đáp án này sẽ là True. Đúng sự thật và chúng ta có câu cuối cùng. Nam's grandfather goes to sleep early, exercises every day and eats healthily. Ông của Nam đi ngủ sớm, tập thể dục hàng ngày và ăn uống lành mạnh. Trong bài chúng ta có thông tin đó là he does exercise every morning, goes to bed early and eats a lot of vegetable. Đây chính là những hoạt động được nhắc đến ở câu 3 này, vì vậy nên đáp án của chúng ta sẽ là True. Đến với bài tiếp theo, chúng ta sẽ có bốn từ và đi cùng với chúng là bốn phần định nghĩa cho những từ này. Nhiệm vụ của mình bây giờ đó là chúng ta sẽ cần phải tìm ở trong bài những từ phù hợp với những định nghĩa này nhé. Và chúng ta đến với từ đầu tiên. Chúng ta có full of chấm 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 và phần định nghĩa của chúng ta như sau. Having the strength and enthusiasm we need for physical and mental activity có được sức mạnh và sự hào hứng mà chúng ta cần cho những hoạt động thể chất và tinh thần. Trong bài chúng ta có câu But he still full of energy. Nam nói rằng dù ông đã 90 tuổi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Cụm full of energy ở đây có nghĩa là tràn đầy năng lượng, vì vậy nên là đáp án của chúng ta sẽ là energy. full of energy. Đến với từ số 2, chúng ta có pet chấm 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 và định nghĩa của chúng ta như sau. Things we often do that are not good for our health. Những điều chúng ta làm mà không tốt cho sức khỏe. Trong bài chúng ta có câu I have given up bad habits such as staying up late. Cụ bad habits ở đây có nghĩa là thói quen xấu, có hại. Vì vậy nên là đáp án của chúng ta sẽ là Habits, bad habits, những thói quen xấu. Đến với từ thứ ba chúng ta có chấm 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 exercise. Và định nghĩa của mình là Physical or mental activity that we do frequently to stay healthy. Những hoạt động thể chất và tinh thần mà chúng ta thường làm. và chúng ta sẽ xem là ở trong bài mình có câu nào nhé. mình sẽ có câu. Regular exercise and eating a balanced diet are the key to a long and healthy life. nam nói là mình học được từ ông đó là việc tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh có thể giúp mình sống lâu và khỏe. Cụm regular exercise ở đây có nghĩa là bài tập thể dục thường xuyên. Và đáp án của chúng ta chính là regular. Chúng ta có cụ regular exercise, tập thể dục thường xuyên. Và chúng ta đến với câu cuối cùng, chấm 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 chấm, diet. Định nghĩa của chúng ta là the correct types and amounts of food that we need to stay healthy. Loại và lượng đồ ăn hợp lý mà chúng ta cần để duy trì được sức khỏe chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng câu như đã dùng ở câu 3. Regular exercise and eating a balanced diet are the key to a long and healthy life. Chúng ta sẽ có cụm ở đây, đó chính là balanced diet, có nghĩa là chế độ ăn cân bằng và lành mạnh. Và đáp án của mình sẽ là balanced balanced diet. Và đến với bài cuối cùng, chúng ta sẽ có một bài tóm tắt ngắn và mình đang có ở đây năm chỗ trống tương ứng với năm từ đã được gợi ý nhiệm vụ của các bạn là mình sẽ cần phải chia những động từ này về đúng thì để phù hợp với những câu này nhé và chúng ta sẽ đến với phần nội dung bài tóm tắt chúng ta có in the past trong quá khứ Nam, từ gợi ý ở đây của chúng ta là eat phần đằng sau của chúng ta fast food and often stayed up late nam ăn đồ ăn nhanh và thường xuyên đi ngủ muộn và chúng ta đang có cụm in the past ở đầu nói về quá khứ vì vậy nên là từ eat của mình phải chia ở thì À, đúng rồi, đó chính là thì quá khứ đơn, vì vậy nên chúng ta sẽ chia từ số 1 là 8 Các bạn hãy nhớ là 8 chính là từ quá khứ của eat, đây là một động từ bất quy tắc nhé. Tiếp theo chúng ta có câu: But he start chấm 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 chấm, nhưng anh ấy bắt đầu eating healthy food, ăn đồ ăn lành mạnh. Vì hành động này của Nam chưa kết thúc và kết quả của hành động này vẫn tiếp diễn đến bây giờ, vì vậy chúng ta sẽ cần phải chia động từ này ở thì hiện tại hoàn thành nhé. Chúng ta sẽ có đáp án là has started. Ở vế tiếp theo chúng ta có give chấm 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 up bad habits. Chúng ta có cụm give up có nghĩa là từ bỏ và do ở trên mình đã chia hiện tại hoàn thành nên ở vế này mình cũng sẽ chia hiện tại hoàn thành để nói về một hành động diễn ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn tiếp diễn ở hiện tại nhé. Vì vậy nên là chúng ta sẽ có given. Given là phân từ quá khứ của give. Chúng ta có cả câu But he has started eating healthy food and given up bad habits. Nhưng anh ấy đã bắt đầu ăn đồ ăn lành mạnh và từ bỏ những thói quen xấu. Câu tiếp theo chúng ta có He has changed his lifestyle since Ở đây chúng ta có từ visit his grandfather chúng ta thấy đây là một động từ đứng sau since và về phía trước của chúng ta đang được chia ở thì hiện tại hoàn thành vì vậy nên mình sẽ cần phải chia động từ visit này về thì quá khứ đơn nhé vì vậy nên là chúng ta sẽ có visited he has changed his lifestyle since he visited his grandfather anh ấy đã thay đổi lối sống của mình kể từ khi đi thăm ông và cuối cùng chúng ta có who chấm 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 ở đây chúng ta có just celebrate his 90th birthday. Do ở đây chúng ta có tín hiệu nhận biết là just, vì vậy nên câu số 5 mình sẽ cần phải chia ở thì hiện tại hoàn thành luôn nhé. Và chúng ta sẽ có câu Who has just celebrated his 90th birthday? Người vừa mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90. Và đó chính là toàn bộ phần ngày hôm nay của chúng ta rồi. Để tiếp tục theo dõi những video khác thuộc series này, các bạn hãy subscribe channel của Anh Ngữ Jim nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.